đồng hành cùng khóa học văn VIP 2K6 của học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay quay trở lại cùng với các em, chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại một trong số những tác phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà thơ Quang Dũng, đó là bài thơ Tây Tiến. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đối với câu thơ đầu tiên, sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi. Nếu như chúng ta nhìn tổng thể của cái câu thơ này thì các em sẽ thấy rằng là gì ạ? à câu thơ này được bắt đầu bằng một tiếng gọi đúng không thứ nhất bắt đầu bắt đầu bằng một tiếng gọi bằng một tiếng gọi đúng không ạ à? và cái tiếng gọi này rất là tha thiết và chiều mến đúng không ạ à? tiếng gọi này vô cùng tha thiết và chiều mến giống như là gọi về một cái gì nó thân quen lắm ý đúng không ạ à? giống như là gọi về một cái gì nó thân quen lắm nhưng mà ở đây cái được gọi là gì ạ là tây tiến ơi đúng không cái được gọi là tây tiến ơi một cái tiếng gọi đầy thân thương một cái tiếng gọi vô cùng chiều mến đúng không nào tây tiến ơi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bám sát vào nhé chúng mình sẽ cùng nhau bám sát vào những cái từ ngữ này để các bạn chú ý quan sát này thứ nhất chúng ta phải quan tâm tới một Bên này chị sẽ ghi bút đỏ để cho nó rõ ràng nhá. Nhìn này, sông Mã này, Tây Tiến này, ơi này, từ xa rồi này. Đúng không ạ? Câu thơ dưới là nhớ. Đây, điệp này. Đúng không ạ? Nhớ này, cũng là chơi vơi này, đúng không ạ? rừng núi này. Được không Thông nào? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Chúng ta phải liên tục kết hợp. Kết hợp cái gì ạ? Chúng mình phải liên tục kết hợp các cái thao tác tư duy Có nghĩa là những cái thao tác lập luận chúng mình được học là bao gồm 6 cái Chúng ta có giải thích, phân tích, chứng minh, bàn luận, so sánh, bác bỏ Đúng không ạ? Các bạn nhớ những cái đó Các em nhớ về thao tác lập luận không? Chúng mình có 6 cái á Chúng mình có 6 cái về thao tác lập luận đấy Thì đôi khi là các bạn phải giải thích Được không ạ? Nhá. Đôi khi là các bạn phải giải thích đôi khi là các bạn phải bình luận bàn luận ok chưa ạ thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với những cái mà nó thuộc về danh từ ấy thì thường là chúng ta sẽ phải sử dụng thao tác giải thích à hiểu chị ông ạ nói sâu xa một chút như vậy nhưng ý chị muốn nói là gì ở trong câu thơ đầu tiên các bạn sẽ chú ý tới hai cái danh từ một là sông mã đúng không và hai là tây tiến đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là với một cái tiếng gọi đầu tiên này thì tiếng gọi ấy đã gọi về một cái khoảng không gian rộng lớn của thiên nhiên tây bắc và đã gọi về những cái kỷ niệm gắn bó với một binh đoàn mang tên là tây tiền đúng không ạ thế thì chúng ta sẽ cùng với nhau chú ý nhá đây các bạn thấy không này thứ nhất này chúng ta có bắt đầu bằng một tiếng gọi thân thương chiều mến và những danh từ ở đây đã được xuất hiện Thứ nhất, đó là sông Mã. Dòng sông Mã là gì nhỉ? Là biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc. Đúng không ạ? Cho thiên nhiên Tây Bắc. Đúng không nào? Và chính cái hình tượng sông Mã này đã gợi ra cho chúng ta một cái khoảng không gian. Đúng không? Khoảng không gian gắn bó với gì ạ? gắn bó với một đời chiến binh Tây Tiến. Một đời chiến binh Tây Tiến. Đúng không ạ? À? Và thêm vào đó, dòng sông Mã cũng chính là gì nhỉ? Dòng sông như thế nào ạ? À? Dòng sông chi kỷ. Đúng không ạ? À? Dòng sông chi kỷ gắn với những chặng đường hành quân, gắn với những chặng đường hành quân của những chiến binh Tây Tiến. Đúng không? gắn với những chặng đường hành quân của những chiến binh Tây Tiến. Ok không ạ? Và đây, tiếp tục chúng ta có thêm một cái danh từ nữa xuất hiện, đó là Sa gì ạ? Đó là Tây Tiến. Thì ở đây Tây Tiến chị đã giải thích ở phía trên cho các bạn rất là đầy đủ rồi. Đây là tên gọi của một binh đoàn được thành lập vào mùa xuân năm 1947. Đúng không? Lực lượng chủ yếu đó là gì ạ? À là học sinh sinh viên Hà Nội, chủ yếu là thanh niên Hà Nội đúng không? bao gồm học sinh, sinh viên, họa sĩ, nhà văn, vân vân là những cái người trẻ tuổi có trí thức. OK chưa ạ? Thanh niên Hà Nội và nhiệm vụ của họ là gì nhở? À nhiệm vụ của họ là kết hợp với bộ đội Lào bảo vệ bùng vùng biên giới vùng biên giới phía tây của tổ quốc và đánh tiêu hao sinh lực địch của quân Pháp. OK chưa nào? Đánh tiêu hao sinh lực địch. Hay nói cách khác ở đây là quân đội Pháp nhá. Chứ không các bạn lại hiểu nhầm thành là chị nói như thế các em dễ hiểu lầm thành lại đánh quân địch của Pháp thì thì làm như thế nào đúng không? Có nghĩa là đánh tiêu hao sinh lực địch và địch ở đây chính là quân đội Pháp. Ok chưa? Nhá, nhiệm vụ là như vậy và địa bàn hoạt động rất là rộng nữa. Đúng không? Địa bàn hoạt động. Được không ạ? Sang cả sầm nưa ở bên ở bên Lào cơ mà. Đúng không ạ? Nhá, các bạn lưu ý giúp cho chị cái phần này là ở buổi trước chị đã nhắc với các em và chị đã làm với các bạn đầy đủ mọi thứ luôn rồi thế nên là ở đây chị chỉ mang tính chất là nhắc lại thôi thế thì các bạn hỏi chị một điều rằng là vậy thì chị ơi chúng em có cần giải thích tây tiến ở đây là gì không chị nghĩ là các em ghi ở phần này và giải thích ở phần này là hợp lý bởi vì ở trên á, khi mà chúng ta nói về cái hoàn cảnh sáng tác thì các em chỉ cần đơn giản nói về hoàn cảnh sáng tác thôi nhá còn đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu Nêu cái hiểu biết của chúng ta về binh đoàn Tây Tiến là binh đoàn như thế nào Ok không ạ? Rồi, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng Thứ nhất, nhắc lại nhá Cái đoạn thơ này Được không ạ? Nhắc nhớ lại cho các bạn Thứ nhất, cái đoạn thơ này hay là bài thơ này Nỗi nhớ thương này Được bắt đầu bằng một tiếng gọi đầy thiết tha chiều mến Đó là tiếng gọi gợi ra một cái khoảng không gian thiên nhiên Tây Bắc Đúng không ạ? Và và tiếng gọi ấy cũng gọi trực tiếp về những cái kỷ niệm gắn liền với binh đoàn tây tiến được không nào và chúng ta thấy rằng là ở trong câu thơ này có một cái từ động từ được sử dụng đó là từ xa rồi chúng ta nhìn này cái nhịp của câu thơ này tưởng tượng như là sông mã xa rồi tây tiến ơi đúng không ạ xa rồi ở đây giống như là điểm rơi thấp nhất của câu thơ và gợi ra một cái khoảng hụt hẫng tác giả cảm thấy mình rất là hụt hẫng khi nhớ về binh đoàn của mình ở cái thời gian đó khi mình gắn bó với những người đồng chí đồng đội được không ạ hãy lưu ý giúp chị nhé sông mã xa rồi tây tiến ơi và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng từ xa rồi khéo léo được đặt ở giữa đó là đã xa rồi sông mã tức là đã xa rồi thiên nhiên tây bắc đúng không ạ à? đã xa rồi tây tiến có nghĩa là đã xa rồi binh đoàn thân thương của tôi đúng không ạ à? và bây giờ chỉ còn lại ở đây là những kỷ niệm mà thôi được không nào bây giờ chỉ còn lại ở đây là những kỷ niệm những cái hồi ức mà thôi đó là câu thơ đầu tiên Ok chưa ạ? Một câu thơ gọi về cả một cái khoảng trời thương nhớ. Đó là khoảng trời thương nhớ gắn với những vùng đất mà nói như nhà thơ chế Lan viết. Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ, nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Được không ạ? Các bạn ơi, câu thơ đầu tiên nhé câu thơ đầu tiên của chúng mình chuyển sang câu thơ thứ hai, chị sẽ ghi sang đây nhá, bởi vì chỗ này hết chỗ mất rồi. Không nghĩ là phân tích lại nhiều thứ như thế, không nghĩ rằng là chỉ ghi những cái ý chính cơ bản thôi mà lại nhiều thứ như thế. Các em yên tâm là ở trong tài liệu chị đã làm rất đầy đủ cho các em rồi. Các bạn hãy nhớ in tài liệu ra để tham khảo thêm về phần kiến thức nền các em nhá. Rồi, quay trở lại, câu thơ tiếp theo chúng ta sẽ có ở đây. Thứ nhất, đó là điệp từ. Đúng không? Một cái thủ pháp nghệ thuật đơn giản nhất mà chúng mình nhìn ra trong câu thơ thứ hai đó chính là điệp từ nhớ. Phải không ạ? Đó chính là điệp từ nhớ, đây cũng chính là cảm xúc chủ đạo. Cảm xúc chủ đạo của câu thơ này nhưng cũng là cảm xúc chủ đạo của cả bài thơ này. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là là bài thơ này là bài thơ viết về nỗi nhớ mà. Đây là bài thơ thể hiện nỗi nhớ về thiên nhiên Tây Bắc và những người đồng chí đồng đội của của Quang Dũng mà. Nhá, hãy lưu ý giúp chị được không nào? Nhá, hãy lưu ý giúp chị cái này. Và các bạn ơi, các bạn thấy không ạ? À? Cụ thể ở đây, tác giả đã bộc bạch về cái nỗi nhớ tôi nhớ cái gì đấy? Tôi nhớ về rừng núi, có nghĩa là nhớ về gì ạ? À, nhớ về thiên nhiên Tây Bắc đúng không và đương nhiên trong cái nỗi nhớ đó cũng có nỗi nhớ về những người đồng chí đồng đội của tôi đồng chí đồng đội của tôi được không ạ và cái nỗi nhớ đó được thể hiện một cách rất tinh tế qua một cái cụm từ đó là nhớ chơi vơi nhớ chơi vơi là như thế nào ạ nhớ chơi vơi là như thế nào à đó vừa là trạng thái của nỗi nhớ vừa là trạng thái của cảnh vật được nhớ cả chủ thể và đối tượng dường như đã trộn lẫn vào nhau mà đồng điệu trong cái nỗi nhớ chơi vơi ấy và nỗi nhớ đã trở thành cội nguồn cảm hứng sáng tạo và làm nên cấu trúc của thi vòng đúng không ạ chúng ta thấy rằng là chính cái nỗi nhớ chơi vơi này đã dẫn ngòi bút tác giả đi trong cái thế giới thôi tất cả những kỷ niệm về quãng thời gian không thể nào quên gắn liền với những người đồng đội cùng chiến đấu trên vùng đất tây bắc hùng vĩ hiểm trở đã trở thành tiếng gọi hối thúc cất lên thành những tiếng thơ tiếng lòng của người chiến sĩ thành âm vang của thời đại của cả dân tộc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống pháp và cái thước phim này dường như đang quay trở lại nỗi nhớ chơi vơi ở đây có thể hiểu là thứ nhất là vì gì ạ À đây là một cái cảm giác trông tranh không chắc chắn Khi nào thì người ta rơi vào cái trạng thái cảm giác trông tranh không chắc chắn như thế Có nghĩa là bởi vì nỗi nhớ đang quá rộng Nỗi nhớ đang quá rộng Tức là có quá nhiều những cái kỷ niệm đang ùa về với Quang Dũng Thế nên bản thân Quang Dũng bây giờ đang chưa biết đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương Được không ạ? chưa biết đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương được không nào chưa biết đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương bởi vì là cái nỗi nhớ đó quá rộng thế nên là bản thân nhà thơ quang dũng như thế nào ạ à? à đang có một chút hơi băn khoăn đang có một chút gì ạ à? à không phải là khựng lại đâu mà là vì nỗi nhớ đang trào ra Nỗi nhớ đang trào ra ùa ra nhiều quá. Thế nên bây giờ đang gì ạ? À? Đang lầm theo cái con đường đó theo cái lối đó để đi về những cái nỗi nhớ niềm thương này. Ta bắt được gặp ta bắt gặp được gì nơi Tây Tiến? Ấy là nơi rừng sâu vực thẳm trời xa trải ra rất rộng, dựng lên rất cao. Những cái nét vẽ hoành tráng và tài hoa, một nét vẽ, chỉ một nét vẽ thôi mà chúng ta đã có thể cảm nhận được rồi đúng không ạ? Với hai câu thơ đầu tiên này, lẽ có, có lẽ các bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng nét độc đáo của bài thơ chính là chỗ nó tạo ra được cảm giác thăm thầm và chơi vơi bao trùm lên tất cả. Bởi vì khoảng lùi chưa xa mà tất cả bây giờ đã kịp lung linh trở thành kỷ niệm cùng xôn xao rộn ràng hiện về. Đọc bài thơ này, chúng ta cũng như được náo nức hút theo những kỷ niệm nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi ấy. Ok không nào? Các bạn ơi! Được không ạ? À? Đấy là hai câu thơ đầu tiên nhá. Thấy đấy nào. Vất vả không? Thêm vào đấy các bạn cũng phải nhớ giúp chị là hai câu thơ này còn gieo vần ơi nữa này. Được không ạ? À? Tạo ra cái dư ba cho cái đoạn thơ cho câu thơ nữa. Cái vần ơi là một cái vần mở, khiến cho chúng ta tạo ra một cái khoảng không gian, một cái cảm xúc giống như kiểu vang vọng ấy. Nó cứ vang vọng vang vọng Tức là cái tiếng thơ mặc dù đã dừng rồi Thế nhưng cảm giác vẫn khiến cho người đọc có cái cảm giác là Những cái tiếng thơ ấy tiếp tục đang vang vọng vào không gian Ok chưa nào? Rồi chúng mình cùng đến với có hai câu thơ tiếp theo nhé Đó là Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Ở trong câu thơ này các bạn sẽ đặc biệt chú ý đến cho chị hai cái địa danh xài khao và địa danh gì nhỉ đây các bạn chú ý ở đây địa danh xài khao và địa danh mường lát được không ạ à? rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai câu thơ tiếp theo này nhé đây cùng chú ý đến đây giúp cho chị xài khao xương lấp đoàn quân mỏi mường lát hoa về trong đêm hơi rồi hai câu thơ này chỉ với hai câu thơ mà chúng ta đã thấy được là có hai cái địa danh vốn dĩ là hai cái mốc không gian địa lý đúng không địa danh xài khao mường lát được nhắc tới đây là hai cái mốc không gian địa lý đúng không ạ gắn với chặng đường hành quân của binh đoàn tây tiến gắn với chặng đường hành quân của binh đoàn tây tiến đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ nó đã trở thành những cái mốc thời gian lịch sử trở thành mốc thời gian lịch sử in đẫm kỷ niệm của một thời chiến binh in đẫm kỷ niệm của một thời chiến binh. Có nghĩa là gì ạ? Các bạn hiểu là như thế này nhé. Chúng ta có một cái sự chuyển đổi rất là khéo léo ở đây. Ok không nào? Chúng ta có một cái sự chuyển đổi rất là khéo léo ở đây. Và cái sự chuyển đổi đó được thể hiện. Đó là gì ạ? À, à ban đầu thì tôi sẽ nhắc tới Sài Kha và Mường Lát để tôi nhớ về một cái không gian địa lý một cái mảnh đất một cái vùng đất ở trên đất nước việt nam này và cụ thể là ở trên núi mạng núi cao tây bắc vùng tây bắc đúng không thế nhưng mà bây giờ khi soi chiếu vào trong bài thơ của nhà thơ quang dũng thì tôi lại thấy khi tôi nhắc đến sài khao mường lát tôi lại nhớ về những cái kỷ niệm của gì ạ của Quang Dũng gắn bó với binh đoàn của mình Thế nên bây giờ nó đã có một cái sự chuyển đổi vô cùng khéo léo Vốn dĩ là những mốc không gian địa lý Bây giờ đã trở thành mốc thời gian lịch sử Để gắn bó, để chúng ta nhớ lại về những kỷ niệm của một thời chiến binh đã đi qua Ok chưa nào? Hiểu ý chị ông ạ? Nhá, rồi, ở câu thơ số 1 này Hình ảnh được hiện lên đó là hình ảnh của một đoàn binh mỏi mệt đang đi giữa một biển xương mờ phủ lấp, đúng không ạ? Rồi câu thơ thứ nhất nhé, xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, chúng ta có hình ảnh của một đoàn binh. Được không? Đang gì ạ? Đang hành quân. Trong không gian như thế nào nhỉ? xương phủ đầy được không ạ xương phủ lấp trong không gian xương phủ lấp đúng không ạ và trong cái trạng thái như thế nào nhỉ trong trạng thái đó là đoàn quân mỏi phải không ạ trong trạng thái khá là mỏi mệt sau một chặng đường hành quân dài rồi phải không ạ và chính cái này đã gây ấn tượng mạnh đối với độc giả. Sự chân thực sinh động khiến cho chúng ta thấy được tư thế và dáng vẻ của đoàn quân trong gian lao cơ cực, trong những ngày đầu phải đương đầu với trận mạc, phải đối đầu với thiếu thốn và khó khăn. Chân thực song cũng rất lãng mạn, khi hình ảnh đoàn quân mỏi lại được miêu tả trong một cái khung cảnh đẹp và huyền ảo của thiên nhiên, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng cái không gian này là một cái không gian rất là huyền ảo đúng không? Là một cái không gian thơ mộng của thiên nhiên. Thế nên chúng ta mới thấy rằng là dù như thế nào thì bản thân nhà thơ Quang Dũng vẫn mang trong mình một cái hồn thơ. Nó hồn hậu, nó phóng khoáng, nó lãng mạn và nó tài hoa như vậy. Ok chưa ạ? Hết sức lưu ý giúp chị nhá. Rồi, và mặc dù là ở trong cái phần này nói về một cái hiện thực, hiện thực rằng là ngày xưa ấy, những cái anh bộ đội những cái anh gì ạ? À? à những cái người chiến sĩ ở trong giai đoạn đó, trên những cái chặng đường hành quân của họ phải nói là thực sự rất là vất vả. Khi mà họ hành quân là đi bộ, phải băng qua núi, băng qua rừng, băng qua sông, rồi họ lại phải khoác ba lô mang theo bao nhiêu những cái thứ đồ ở trên mình nữa rồi vác súng. Nhưng mà bản thân của họ vẫn nhìn thấy được một cái góc nhìn lạc quan và tươi sáng. Quang Dũng đã ngay lập tức kéo lại cái sự cân bằng trong cái đoạn thơ của mình bằng câu thơ mường lát hoa về trong đêm hơi được không ạ các bạn ơi đây chúng ta có một cái hình ảnh rất hay ở trong câu thơ này đó là hoa về trong đêm hơi em có thể nhìn vào đây ạ chúng ta có một cái hình ảnh rất đẹp rất ấn tượng ở trong câu thơ này mường lát hoa về trong đêm hơi đây nhá chú ý giúp chị hình này đáng lẽ nếu mà viết đúng ấy thì tác giả phải viết là gì ạ phải là hoa nở trong đêm sương đúng không nhưng mà lại dùng từ rất là khéo léo và tinh tế đó là hoa về trong đêm hơi nhanh chóng kéo lại cái sự cân bằng nhá. không gian được liên tưởng tới là địa danh mường lát được không ạ trong những cái cuộc hành quân đẫm sương đêm thì chúng ta thấy có hình ảnh hoa nở giữa rừng thơm nát hoa nở giữa rừng thơm ngát hoa nở giữa rừng thơm ngát được không nào hoa nở giữa rừng thơm ngát và cũng đồng thời thấy được rằng là gì ạ những cái bước chân đêm khuya tưởng như nặng nề nay lại được tiếp thêm sức mạnh đây là một cái không gian núi rừng thơ mộng Đúng không ạ? Và chính cái hương thơm này tạo ra sự nhẹ nhàng Được không? Cho bước chân người lính Cho bước chân người lính Được không nào? Giống như là đang tiếp thêm sức mạnh Tiếp thêm sức mạnh được không nào. Cho những chiến binh Tây tiến trên cái chặng đường hành quân gian khổ của mình. Đồng hành cùng khóa học Văn VIP 2K6 của học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.